Rồi bây giờ thì chúng ta sử dụng như thế nào đối với cái sản phẩm này? Thì cách sử dụng ấy, như hồi nãy mình có nói đấy, thì chúng ta sẽ dùng là rửa mặt thật là sạch bằng sữa rửa mặt đi. Sau đấy chúng ta dùng ống nhỏ giọt để lấy serum Ovitalize ra tay hoặc chấm trực tiếp lên 4 điểm trên khuôn mặt, gồm hai bên má và cằm. Sau cái bước serum thì chúng ta sẽ sử dụng kem dưỡng mà chúng ta có để khóa các cái dưỡng chất lại. Và ban ngày thì chúng ta sẽ sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da mọi người nhé. Đó, thì đó chính là toàn bộ những cái thông tin về cái sản phẩm Ovitalize Serum. Bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem cái feedback của khách hàng về cái sản phẩm này nhé. Đây. Đây là một cái feedback này mọi người. Đó, bạn ấy bị sẹo thâm mụn rất là rõ, nhưng mà sau khi sử dụng thì các bạn thấy không? Đấy, rất là rõ ràng. Và bạn ấy ghi này: công việc của tôi làm ngoài trời, phải cộng thêm làn da dầu bẩm sinh khiến cho làn da của mình trở nên chi chít mụn và vết thâm để lại. Thì thật may là đã tìm được em Ovitalite này, đã giúp mờ thâm này, sẹo rỗ do mụn để lại này, còn kiềm dầu và ngăn ngừa mụn quay trở lại. Đấy, đây một số những cái bạn mà hay gặp phải cái tình trạng mụn thâm sẹo đấy, dùng rất là tốt luôn mọi người nhé. Đấy, có một bạn thì sản sử dụng sản phẩm này không chỉ hết thâm mà còn da sáng mịn. Đấy, đó chính là toàn bộ những cái thông tin về cái sản phẩm Ovitalite Serum này. Đó, thì nếu như bạn nào mà đang gặp những cái vùng bị thâm mụn nhá, hoặc là thâm nách cũng được, hoặc là thâm thâm ở cùi chỏ tay các kiểu, dùng cũng rất là tốt. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách thức phân biệt thật giả nhé. Khi mà lấy hàng về á, thì đầu tiên mọi người hãy nhìn dưới đáy của sản phẩm, hàng chính hãng thì nó sẽ có in rất là rõ, ghi in rất là rõ cái số lô ngày sản xuất trên cái hộp nhé. Trên cái hộp nó in hẳn lên luôn. Và ở trên đầu hộp thì nó phải có cái tem chống giả y như thế này luôn đấy mọi người. Cái tem này là tem của công ty Ovita, đây, công ty cổ phần Ori Skin. Tem chống giả đấy, có mã QR code để chúng ta quét. Ở đây dưới này nó cũng có cái mã vạch nữa mọi người. Đây, chúng ta hãy đào phần mềm iCheck để chúng ta quét nhé. Đây, iCheck cho mọi người. Đó, mình quét cho mọi người xem nhá. Đây, chúng ta đưa vào chúng ta quét thôi, rất đơn giản. Đợi mình một lát. Đấy, tại vì cái mã vạch nó hơi nhỏ thì chúng ta nên đưa vào trọng tâm ta quét thì nó sẽ dễ hơn đấy. Serum mờ thâm kiềm dầu này, sản phẩm đã được kiểm chứng và xác thực thông tin từ nhà sản xuất và đơn vị sở hữu với iCheck. Như vậy là đã đảm bảo cho chúng ta là mua đúng hàng chính hãng mọi người nhé. Thì đó chính là toàn bộ những cái thông tin về sản phẩm này. Còn nếu các anh chị và các bạn nào còn cần hỗ trợ thêm bất kỳ thông tin gì thì mọi người đừng ngần ngại gọi điện hoặc là kết bạn Zalo với mình theo số 0966 636 631 để mình hỗ trợ chị kỹ hơn cho các anh chị và các bạn nhé. Giờ xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các chị em và các bạn trong những video tiếp theo của kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày nhé. Xin chào mọi người.